Thì đây là của bác anh chị, trước mắt của bác anh chị mình là một cái loại cây mà nó có thể hỗ trợ điều trị được 5 cái bệnh ung thư. Và đây không phải là cái lời nói suông, thì do nó có tác dụng rất là quý, cho nên nó là cái Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đó, người ta phối hợp với Bộ Y tế, người ta tiến hành thử nghiệm và nghiên cứu về cái cây này ở trên động vật, và nó có tác dụng rất là tuyệt vời, nhất là bảo các bệnh về gan. Nó giúp bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ điều trị những cái bệnh về ung thư gan rất tuyệt vời. Hôm nay Hải là chia sẻ của anh chị mình. Hải đã chia sẻ cái cây này từ rất lâu rồi, nhưng bữa giờ rất là nhiều của anh chị mình hỏi Hải về vấn đề về gan, về những cái bệnh gan, thì hôm nay Hải chia sẻ lại của anh chị mình. Hải thì Hải đang ươm giống đây. Thì đây là cây sáo tam phân. Sáo tam phân ha các bác chị mình ha, nó có gai. Cây này nó gần giống như cây kim vàng. Thì đây ạ, Hải sẽ cho các bác chị mình xem cây kim vàng đây. Đây các bác chị, đây là cây kim vàng đây. Mình nói là gần giống thôi chứ không phải là giống, bởi vì cái lá của nó, nếu mà không tính cái lằn đỏ của cái cây kia, cái lá kim vàng này, thì cái lá nó thì cũng gần giống, cái hình hà hình sắc nó gần giống như cái cây sáo tam phân. Và cây này nó cũng có gai. Đó, nhưng mà mỗi mắt của nó là 4 gai. Các anh chị mình thấy kỹ không ạ? Đây là cây kim vàng, nó trị đau nhức xương khớp mà hôm trước Hải đã chia sẻ với anh chị mình rồi. Đó, Hải đang ươm giống. Rồi chúng ta sẽ quay lại cây sáo tam phân ha các anh chị mình ha. Thì đó, mình đã cho cô bác chị mình xem cây kim vàng rồi đó. Cái lá thì nó giống nhau, nhưng mà cái kim vàng thì cái lá, cái đường giữa này nó màu đỏ, màu tím. Rồi. Và cái gai của cây này nè là nó không phải 4 gai như cây kim vàng. Nó mỗi mắt có mỗi gai thôi. Đó, thấy không? Cây kim vàng thì mỗi mắt 4 gai. Vì sao Hải chia sẻ kỹ cho anh chị mình? Bởi vì cây này nó rất là tuyệt vời. Nó hỗ trợ được điều trị được 5 loại ung thư. Đó. Thì đây là cây sáo tam phân, còn hay gọi là cây thần xạ. Nó thuộc họ cam. Bộ phận dùng của nó là toàn thân, nhưng rễ của nó thì người ta sử dụng nhiều nhất để trị bệnh, bởi vì nó có công dụng tốt nhất. Tính vị của cây này nè, đắng nhẹ nè, hơi chát nè, hơi ngọt nè, thơm vì nó có rất là nhiều tinh dầu. Và đây là công dụng của nó. Bài thuốc thì nó rất là đơn giản, nhưng mình muốn chia sẻ của anh chị mình những công dụng rất là tuyệt vời từ cái cây thần xạ này, để cho của anh chị mình tham khảo. Còn bài thuốc thì nó đơn giản lắm ha của anh chị mình nha. Và trong khi mình chia sẻ thì của anh chị mình cố gắng quan sát cho kỹ lại cái cây này ha. Đó, thì công dụng của cái cây sáo tam phân này thì do nó có nhiều tác dụng quý, và nhiều bệnh nhân ung thư có sử dụng, và nó có cái hiệu quả tốt, cho nên là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Y tế đã tiến hành thử nghiệm nghiên cứu về cây sáo tam phân này trên động vật, và nó có tác dụng như sau. Thì nó thứ nhất là nó bảo vệ gan. Thứ hai là tác dụng với 5 loại ung thư, gồm ung thư gan nè, ung thư đại tràng nè, ung thư vú nè, ung thư buồng trứng nè, và u xơ tử cung. Đó là một cái số công dụng của cái cây sáo tam phân này, nó rất tuyệt vời. Đó. Tuy chưa có thử nghiệm trên cơ thể người, nhưng mà kết quả cho thấy đó, thì kinh nghiệm dân gian á, nó có cái giá trị về điều trị rất là to lớn, bởi vì cây này được sử dụng trong cái kinh nghiệm của dân gian sử dụng điều trị bệnh trên người. Khi mà chúng ta sử dụng cây sáo tam phân này để hỗ trợ điều trị các cái bệnh ung thư như sau, ví dụ như hỗ trợ bệnh về bệnh xơ gan nè, rồi viêm gan B nè, rồi làm thuốc tăng cường chức năng gan nè, bảo vệ tế bào gan nè, đó, hỗ trợ điều trị ung thư gan, u đại tràng, u vú nè, u nang buồng trứng nè, rồi u xơ tử cung, thì những cái bệnh đó khi chỉ lấy cái vị thuốc sáo tam phân này hoặc gọi là thần xạ này, thì chúng ta sử dụng để hỗ trợ điều trị những cái bệnh đó thì rất là tuyệt vời. Đó là một số vấn đề Hải muốn chia sẻ của anh chị mình về cây sáo tam phân này. Đó. Rồi bây giờ thì dĩ nhiên rồi, mời các anh chị mình đi vào những cái cách để chúng ta sử dụng cái cây sáo tam phân này, để sử dụng bài thuốc, làm bài thuốc để hỗ trợ điều trị những cái bệnh như trên. Thì của anh chị mình mỗi lần, của anh chị mình lấy cho Hải là từ 80g đến 90g cái rễ khô của cái sáo tam phân này. Như Hải đã nói, cái phần rễ là phần tốt nhất nhưng mà nó lại mắc nhất. Trung bình khi mà chúng ta có thì không nói, mà khi chúng ta mua thì cái loại này thì nó thường ở Khánh Hòa, hoặc là ở miền Trung, hoặc là ở miền Vũng Tàu thì nó có rất nhiều. Thì trung bình cái rễ của cái sáo tam phân này khi chúng ta mua là từ 5 đến 6 triệu một kg, hàng chính hãng, ý là hàng chất lượng cao nhất đó. Còn cái phần lá và phần thân này như Hải đã nói cũng có thể sử dụng được, nhưng công dụng nó thấp hơn. Rồi nên chúng ta trị bệnh những cái bệnh ung u nữa thì chúng ta nên sử dụng những loại dược liệu tốt nhất, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần rễ của nó.
thì mỗi lần lấy, mỗi lần sử dụng của anh chị mình lấy chải từ 80 gram đến 90 gram rải khô, và của anh chị mình bỏ vào một cái nồi, đổ chải 1,5 lít nước, và của anh chị mình nấu sắc lại chải còn 1 lít nước, và của anh chị mình chia đều ra uống trong ngày, và uống trong khi nó còn ấm ấm là tốt nhất, bởi vì nó có tinh dầu, cho nên nó còn ấm ấm thì nó sẽ xông tinh dầu lên thì nó rất là tuyệt vời nha, rất là tuyệt vời. Đó là cái cách để chúng ta bào chế sắc thuốc từ cái sáu tâm phân này để hỗ trợ điều trị những cái bệnh như từ nãy giờ Hải đã nói. 1,5 lít, 1,5 lít nước đó chúng ta nấu sắc lại còn 1 lít thì chúng ta uống một ngày, đúng không? Uống một ngày, sau khi chúng ta đã uống một ngày hết nước rồi, chúng ta còn lại cái bã, còn lại cái bã thì qua ngày hôm sau của bác anh chị mình đổ cho Hải 700 ml nước. 1 lít nước nó có 1000 ml nước, chúng ta đổ 700 ml nước và nấu sắc lại còn 500 ml nước, và của bác anh chị mình uống trong ngày thứ hai, bởi vì cái loại thuốc này nó mắc cho nên chúng ta phải tận dụng. Và tận dụng uống ngày thứ hai, rồi uống xong ngày thứ hai chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta lấy cái khác chúng ta sử dụng tiếp. Đó là cái cách để chúng ta sắc cái cây sáu tâm phân này 2 lần đó, từ 80 g đến 90 g chúng ta sắc 2 lần chúng ta uống đó, mỗi lần là uống 1 ngày như vậy ha. Đó là gọi là chúng ta tận dụng tối đa, bởi vì thuốc nó mắc đó. Và đây là cái cách để chúng ta ngâm rượu cái cây sáu tâm phân này để chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh. Thì cách ngâm rượu thì nó rất là đơn giản thôi. Của anh chị mình lấy cho Hải là 1 kg rễ cây sáu tâm phân, rễ cây sáu tâm phân khô ha, rễ khô 1 kg, thì như Hải đã nói 1 kg nó tương đương với lại 5-6 triệu đó. Thì chúng ta trị bệnh thì chúng ta ráng cố gắng để hỗ trợ điều trị bệnh luôn. Thì lấy 1 kg rễ của cây sáu tâm phân khô này của anh chị mình cho Hải vào một cái bình sành hoặc bình miễn thì ngâm rượu nó sẽ tốt hơn, nó không hôi cái mùi nhựa. Thì đổ vào, bỏ thuốc vào đó, và chúng ta sẽ đổ 3 lít rượu gạo lò nấu ở độ 35-40 độ, đổ vào đó, đổ vào ha. Và nếu để cho cái rượu thuốc mình nó thơm thì của anh chị mình trước khi bỏ vào ngâm thì chúng ta sẽ lấy cái dược liệu này chúng ta sao vàng hạ thổ rồi chúng ta mới ngâm rượu, ngâm 1 tháng 30 ngày thì chúng ta sử dụng dần được rồi. Thì trong khi ngâm lâu lâu của anh chị mình lại lắc lắc cái bình để cho nó ra thuốc rượu, thì ngâm 1 tháng sau là chúng ta sử dụng được rồi. Mỗi lần sử dụng của anh chị mình sử dụng cho Hải 1 ly nhỏ như thế này, mỗi ngày 2 lần nha, mỗi lần 1 ly nhỏ thì trong bữa cơm, sau bữa cơm cũng được đó. Đó là cái cách để chúng ta sử dụng cái sáu tâm phân này ngâm rượu, đồng thời kết hợp với lại chúng ta sắc uống thì sẽ hỗ trợ điều trị được những cái bệnh ví dụ như u gan, u đại tràng, u vú, u đang buồng trứng và u xơ tử cung đó, để chúng ta có thể hỗ trợ được những. Còn mặt khác thì nó sẽ hỗ trợ điều trị luôn cái vấn đề là xơ gan, viêm gan B, và nó giúp chúng ta tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan rất tuyệt vời từ một loại cây như thế này. Loại cây này mình không dám nói là cây đơn giản bởi vì nó mắc tiền, loại cây này nó rất là quý đó. Và đây là cái lưu ý cho các anh chị mình đây, nên sử dụng đúng liều lượng nè, không được sử dụng quá liều. Khi mà các anh chị mình mới sử dụng lần đầu tiên, 1-2 lần đầu tiên thì chúng ta nên sử dụng là cái liều lượng của nó bằng 1/2 liều lượng như Hải đã cho, để cho cơ thể chúng ta quen dần. Khi cho cơ thể chúng ta quen dần rồi đó thì các anh chị mình sử dụng đúng liều lượng. Còn mới sử dụng, ví dụ Hải cho chia sẻ của anh chị mình là từ 80 đến 90 gram khô, thì mới sử dụng thì chúng ta chỉ lấy 40 gram đến 50 gram khô thôi, rồi chúng ta sắc uống. Khi nào mà chúng ta quen rồi đó thì các anh chị mình là uống với lại cái liều lượng như Hải đã chia sẻ. Như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những công dụng rất tuyệt vời từ cây sáu tâm phân này, còn hay gọi là cây thần xạ đó. Thì mong rằng nó có thể giúp đỡ được một phần nào cho các anh chị mình trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu như chúng ta đang bị bệnh này thì chúng ta nên cố gắng kiếm tiền để chúng ta nhập cái thuốc này về và chúng ta sử dụng nó để đi hỗ trợ điều trị bệnh. Ngoài ra cây sáu tâm phân này nó có trong cái bài thuốc vua mà Hải đã từng chia sẻ với anh chị mình để hỗ trợ điều trị rất là nhiều loại ung thư. Thì nếu như các anh chị mình muốn tham khảo cái bài thuốc vua thì các anh chị mình cứ bấm là bài thuốc vua Phan Hải Channel và tìm kiếm ở trên Google, YouTube ấy, thì chúng ta sẽ xem cái bài thuốc vua đó. Bài thuốc vua đó thì hỗ trợ điều trị rất là tuyệt vời. Rồi thì video Hải cảm ơn và chúc anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây Hải xin được kết thúc bây giờ, xin chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại các anh chị mình vào ngày mai nha.